Rồi hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh mua bán của Trúc Mô Tô nha mọi người. Trúc Mô Tô là một kênh mua bán chuyên mua bán xe mô tô phân khối lớn và mô tô phân khối nhỏ đã qua sử dụng nha mọi người nha. Đặc biệt là dòng xe hai máy và xe hải quan chính ngạch chính chủ sang tên thôi nha mọi người. Còn những con xe không sang tên và không chính chủ thì bên của Trúc Mô Tô không có buôn bán nha mọi người nha. Rồi lời nói đầu tiên thì xin phép cho em gửi lời hỏi tâm chúc sức khỏe đến tất cả mọi người mọi nhà, được sức khỏe bình an trong mùa đại dịch nha mọi người nha. Thì cũng như Tết tới rồi, em cũng chúc tất cả các anh một mùa Tết được hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình nha mọi người. Rồi quay lại chủ đề chính, hôm nay em giới thiệu với tất cả mọi người một con xe Kawasaki Vulcan 900 nha mọi người nha. Kawasaki Vulcan 900 đời 2015, hải quan chính ngạch chính chủ, biển số Sài Gòn nha mọi người. Xe đời mới nha mọi người nha. Xài 2015 thì đã xài bi cầu, đèn LED nha mọi người nha. Và đã trang bị phun xăng điện tử FE và chạy dây Coro nha mọi người. Xe này vào một những món đồ chơi linh tinh trên xe, xí nữa em kể chi tiết ha. Đó, xe thì nó còn như là xe mới thôi nha mọi người. Mới chạy audio em này nó chỉ có 13.000 cây nha mọi người nha. Thì đời 2015 đến bây giờ thì gần 7 năm rồi mà chỉ có 13.000 cây. Thì một năm thì không chạy được bao nhiêu hết nha mọi người. Chạy, chạy ít lắm. Xe này chủ yếu đi vòng vòng Sài Gòn thôi nha mọi người nha. Anh chủ anh mua về anh ít là đi luôn. Nói chung là đa số là để trong nhà luôn á mọi người. Nó mới còn khá keng nha mọi người nha. Xe này là xe xài lướt đó, xe trầm bền đấy, khá cợp luôn ha mọi người. Không biết kít thôi mà xe này được xi nguyên con, mạ chrome nguyên con nha mọi người nha. Chrome nó sáng bóng lắm. Nói chung mọi chi tiết trên xe đều anh em đều soi mặt được hết nha mọi người. Đó, anh em nhìn xe thì tự đánh giá nha. Cái độ mới của em nó nha, chứ em không có xe này mới chỗ này mới chỗ kia nha mọi người. Nó cũng xe thì nó hoàn hảo luôn, xe nguyên zin 100%, máy móc đầu lòng chưa đụng chạm tới một con ốc luôn nha mọi người nha. Đây bản gắt chân bự nè, đi đường xa thoải mái lắm nha mọi người. Đây bộ cao su zin nha. Nó những mọi chi tiết trên xe đều là xi carbon hết nha mọi người. Đó, mạ chrome nguyên chiếc nè, cái sườn có cũng có một cái ốp. Ốp sườn luôn cũng là inox luôn. Này còi và bộ đèn gầm. Đây mâm của nó đây nha mọi người, ở quên niền câm niền nó nha. Đó. Nói chung còn nguyên xi hết nha mọi người nha. Rất là đẹp luôn. Sáng giới hết nha mọi người ơi, đây phục zin nha mọi người nha. Chưa có đánh chà cước bao giờ luôn. Nước sơn soi mặt được luôn. Bi cầu nha, bốn cái bi led luôn nha mọi người, hai bên bên này và hai cái cốp pha, hai cái bàn và nó có một cái viền đèn đèn mi nữa nha mọi người nha. Nói chung là toàn bộ là led hết nha mọi người. Đây cắt nước của nó nè. Đồ chơi thì bảo vệ cắt nước cũng có vô luôn rồi. Nó rất là đẹp. Mới không mọi người? Mới kit nha. Này, nó có những cái lá tản nhiệt của xe nó rất là đẹp nha mọi người. Nó còn sáng lắm. Nó chưa bị gì hết. Quay cạnh cảnh cho mấy anh xem ha. Sườn bọng nè, ốc tán còn mới kit thôi. Thêm gấp, thêm ốp rồi còn hết nha mọi người nha. Này là xài dây Coro rồi nha mọi người. Dây Coro thì nó tiện lợi hơn xích rất là nhiều, dễ bảo dưỡng, dễ bảo trì và lâu thay thế hơn xích nha mọi người nha. Anh em lưu ý ha. Này yên liền nha mọi người. Yên liền trên xe luôn. Ốc hút bánh nè mọi người. Khá mới luôn ha. Rồi biển số em nói nha, 519A3 28667. Biển số cho anh em làm ăn luôn. Số khá đẹp luôn. Anh em nào thích biển số này thì cứ giữ, ủy quyền và chạy. Còn anh em nào thích bấm biển số mới thì cứ bấm thôi nha. Em rút bao rút góc sang tên cho mọi người luôn. Capo của nó còn khá keng nha mọi người.
đẹp quá ha mấy anh ha, mới kit thôi. Xe này cho anh em đi Tết thì khỏi phải bàn ha mọi người. Mới long lanh luôn, từng chi tiết luôn. À, có vào cái đồng hồ xinh xinh nữa nha mọi người nha. Đó, cho anh em coi vừa ha. Đấy. Đồng hồ điện tử nha mọi người. Để mới đồng hồ để xài đồng hồ điện tử luôn, phun xăng điện tử. Audio 13.000 cây. Rất là khiêm tốn luôn nha mọi người nha. Đây bật chìa khóa lên nha. Đây 13.758 cây. Này báo con tơ mét, báo xăng, báo két nước. À, báo xăng đây nha mọi người, báo két nước đây. Báo nhớt, báo FI, báo mo, báo xi nhan, báo đằng trước, nói chung tất cả động tắc nó nằm ở trong này nha mọi người. Đó nằm trong một miếng này. Đây là nắp xăng nha mọi người nha. Đó. Này là nút gài ga đó nha má anh. Đó, anh em đi cứ muốn chạy bao nhiêu thì cứ ấn là giữ chạy thôi. Mà chạy nữa thả ra thôi ha. Rồi con xe này á thích hợp cho anh em nào đô đô to to con nha mọi người nha. Là chạy khá ngầu luôn. Chứ không cần cao nha mọi người. Xe này chiều cao yên nó không có bao nhiêu đâu. Anh em khoảng cỡ 1m6 là chạy được rồi nha mọi người nha. 1m6, 1m62 là chạy vô tư, vi vu luôn. Chỉ cần to to con một xíu là chạy nó rất là nó mới hợp nha mọi người, nó rất là ngầu. Chứ nhỏ con quá thì cũng không được nha mọi người nha. Tại xe này là nó thiết kế bản châu Âu, bản dành cho những người to con nha mọi người. To thôi chứ không cần cao nha mọi người nha. Đó, cái chiều cao yên nó rất là thấp luôn. Anh em thấy không? Mười ba ngàn cây thôi nha anh em nha, đời 2015 nha, hải quan chính ngạch nha. Quá tuyệt vời luôn ha mấy anh ha. Rồi thủ tục mua bán thì theo như anh em theo dõi kênh của Trúc Mô Tô thì chắc cũng đã biết ha. Anh em nào ở tỉnh lân cận Sài Gòn thì cứ chuyển cọc 10-20% giá trị xe, em sẽ ship xe tặng nhà. À, anh em nào ở xa thì cọc 20-30% nha mọi người. Còn anh em nào ở Sài Gòn thì ghé số 237 đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú xem xe nha. Thủ tục sang tên mua bán thì anh em cứ chụp chứng minh hộ khẩu, căn cước công dân gửi vào Zalo cho em là ok ha. Anh em nào đã có căn cước công dân rồi thì không cần chụp hộ khẩu nha. Còn anh em nào chưa có căn cước công dân thì chụp chứng minh và hộ khẩu là giúp em luôn nha mọi người. Đã, em sẽ rút gốc và làm giấy tờ cho tất cả mọi người về ra biển số mới nha. Toàn quốc luôn. Từ Bắc tới Nam, thành phố Hồ Chí Minh cho tới Hà Nội luôn. Đó, một con xe anh em thấy không? Nó chỉ xài 13.000 km thôi, nó còn mới lắm mọi người ơi. Này nó có khó nón luôn nha mọi người. Có vào cái khó nón nè. Nói về từ đẹp thì em này gọi là siêu đẹp luôn chứ không phải gọi là đẹp nữa nha mọi người. Đó, một con xe anh em hỏi cứ hỏi đẹp không thì gọi là siêu đẹp luôn chứ không phải là đẹp nữa nha. Nó mấy cái inox này nó sáng lắm mọi người, nó sáng đến nỗi mà ở dưới này cái gì là thấy luôn nè, như cái gương vậy thôi mấy anh em thấy không, y chang một cái gương xe, một cái gương mình soi mặt thôi. Đấy, mới kích luôn. Rồi, tổng thể chi tiết em này là như vậy nha mọi người nha. Đời 2015, hải quan chính ngạch chính chủ, biển số Sài Gòn, mua bán thì giấy tờ và ship xe em bao nha mọi người nha. Bao ship toàn quốc luôn, bao giấy tờ. Rồi, em test máy cho mọi người nha. Em test máy xong em báo giá chi tiết ha. Rồi, để thử ha. Tại vì giờ này là buổi chiều nha mọi người, giờ này là 3 giờ. Nên em quay nó hơi bị chói á. Mấy cái inox mà nó chói ha mọi người đây. Anh em thấy cái đèn nó không? Thấy ở trên trời luôn nha mọi người. Thấy mây luôn nha đó. Anh em thấy không? Thấy mây luôn. Máy móc thì nguyên si thôi. Chưa có đụng tới một con ốc. Máy móc thì thầm mùa xuân. Kawasaki Vulcan 900 mà 900 phân khối mà chạy 13.000 cây. Thì cái máy nó còn dạng như máy hết ga đồ đai thôi nha mọi người nha. Thì mới luôn. Đó, máy nó nổ xì thầm mùa xuân. Đó.
Đó, thì thăm mùa xuân mua về đi, xuân thì đi Tết thì khỏi bàn ha mấy anh em. Đấy. Thôi nó không có sáng nhiều đâu, nhưng mà vào ban đêm á, nó rất là sáng. Đây nó có một cái dòng đường mi nha, và đây là cớp, đây là pha, đây là hai viên bi cầu trợ sáng theo xe luôn, đẹp lắm. Còi xe hơi luôn nha mọi người, còi nó đã lắm đây ha. Xi nhanh nha mọi người. Và đèn gầm nó đây nha, đèn gầm nó đây, có một công tắc bật đèn gầm đó. Và ban đêm á, anh em nào thích màu mè, thích gì đó, đây nó có ba chế độ lận đó, một chế độ chớp nè, một chế độ sáng và một chế độ ấy khác nha. Nó nhiều màu lắm, nói chung anh em thích chỉnh gì chỉnh. Máy nổ thì thầm luôn nha mấy anh nha, xe này là chiều cao yên nó khiêm tốn lắm nha mọi người. Anh em có 1m6 mấy là đi ok rồi ha, thấp ỉnh nè. Yên liền nha mọi người, yên liền luôn. Dây cua rô nó bao hết luôn, chỉ nhìn kỹ mới thấy thôi chứ nhìn ngoài không thấy được đâu nha mọi người. 900 phân khối mà nó nổ quá tuyệt vời luôn ha mấy anh, êm ru luôn. Sạch to nha, 2 máy V nổ tuyệt vời. Anh em khi chạy nó ra một cái âm thanh xe nó đặc trưng của dòng 2 máy V, nó nổ cặp bô rất là đã nha mọi người. Anh em vào số chạy nó ra một âm thanh khác nha, khi nổ máy á thì nó ra một âm thanh khác như thế này, nhưng mà cái anh em chạy nó ra một tiếng khác, nó không giống nha. Chạy ra nó ra tiếng máy êm và nó hay hơn rất là nhiều, nó dịu hơn ha. Rồi con xe này em bán với giá là 295 triệu nha mọi người, 295 triệu bao giấy tờ nha mọi người nha, bao rút gốc cho anh em về sang tên. Anh em nào ở xa thì em bao tiền ship luôn nha mọi người nha. Đó, tiền ship thì nó cũng không bao nhiêu đâu, thì bên em lo luôn cho. Rồi xe quá hoàn hảo luôn. Rồi, anh em nào xem xét xem em này nó có phù hợp với mình thì rước em nói về nha mọi người. Rồi, Trúc Moto cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu của mình ra xem hết video của em nha. Rồi, anh em nào thích xe này thì alo số điện thoại cho em. Số điện thoại của em là 0932 047 956. Số Zalo của em là 0768 44 7735. Anh em nào cần hình chi tiết thì vào Zalo em gửi hình chi tiết. Hoặc tư vấn về cái gì thì anh em cứ vào kết bạn Zalo cho em nha. Hoàn hảo lắm nha mấy anh nha. Còn xe này anh em coi xem xét nó có phù hợp thì rước em nó nha, chứ bỏ qua em này uổng lắm nha mấy anh. Xe này là xe cộp đó nha mấy anh nha, nó là siêu xài lướt luôn, xe trầm bền luôn á. Rồi anh em nào yêu thích kênh em thì cho em một lượt like, một bình luận và ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo ủng hộ Trúc Moto nha mọi người. Rồi Trúc Moto xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Rồi một lần nữa em kính chúc tất cả các anh thật nhiều sức khỏe nha, và hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Rồi em chào tất cả mọi người nha, bye bye.